Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quyết Ảnh. Video ngày hôm nay mình cũng sẽ trở thành một con cá thử thách 24 giờ sinh tồn. Con cá này bị nhốt trong bể và chúng ta sẽ phải tìm cách trở về biển lớn nơi mà nó sinh ra các bạn ạ. Nghe rất là hấp dẫn đúng không nào? Và ngay bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình của con cá luôn. Các bạn hãy nhớ ấn nút like video, đăng ký kênh và hãy xem quảng cáo cho bọn mình nhá. Còn bây giờ đi xem hành trình đáng sợ và nguy nan cũng như nguy hiểm con cá này sẽ như thế nào vào luôn. Nguy nan khác gì với nguy hiểm, mệt ghê. Tựa game này có tên là I Am Fish và có lẽ là mình sẽ có thể trở thành một trong những cái bốn cái con cá này. Đố bê có thể biết những con cá này là con cá gì? À, đây là cá mặt ốc. Cá mặt quỷ các bạn ạ, anh đoán thế. Còn đây là con cá nóc. Con cá bê quy thành. Đây là con cá vàng. Đúng còn rồi. Đây là con cá à con chuồn. Cá chuồn, con này như biết bay các bạn ạ. Rồi nhưng nó bay được một đoạn ngắn thôi. Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu vào trò chơi luôn nha. Rồi, new game. Yes. Chúng ta sẽ chơi bằng chuột các bạn ạ. Chúng ta cũng có thể chơi bằng tay cầm nữa, nhưng mà có lẽ là chơi bằng chuột thì sẽ tốt hơn. Rồi, chúng ta đang ở trong một cái tiệm bakery, nghĩa là một tiệm bánh các bạn ạ. Đấy, một người đang mua bánh. Ôi, chào Bob. Hôm nay anh khỏe không? Bob bảo là tốt, tôi khỏe. Ok. Rồi, hình như đến tiệm bánh chắc là để mua bánh. Chẳng lẽ đến tiệm bánh mua cá. Đây là người ta đã chọn một miếng bánh mì. Bánh mì sao cử động như kiểu con gì ấy, kinh quá. Bánh mì này hình như là có xúc xích cuộn bên trong á các bạn ạ. Đấy, bánh mì này vừa mới làm sáng nay tươi, giòi giòi luôn. Tươi giật luôn. Như kiểu bỏ cả con lợn hay con gì vào trong nhưng các bạn. Nhưng mà anh này như kiểu chỉ muốn lấy bánh mì thôi, thế nhưng mà lại có cả xúc xích hay sao ấy. I'd love some of that specialty bread. Bạn này cũng muốn mua bánh mì đặc biệt nhưng mà hết rồi các bạn ơi. Rơi bột xuống đất rồi. Nên là chúng ta sẽ không ăn được nữa bởi vì nó đã rơi xuống đất. Quá là bẩn rồi. Bây giờ thì ông này muốn vứt bỏ đi á các bạn. Nhưng mà bà này bảo là có một cái cửa hàng thú cưng rất là cần bánh mì này để cho thú cưng ăn, nên là chúng ta cũng không cần phải vứt bỏ cho nó lãng phí các bạn ạ. Rồi, thế là có một chiếc bánh mì. Có một chiếc bánh mì. Ông đầu chọc đã đi về rồi. Đúng rồi. Đây là cửa hàng thú cưng và đặc biệt là một cửa hàng bán cá các bạn ạ. Lúc này là khoảng 12 giờ trưa. Chắc là bà này đã quay lại. Đây chính là bốn chú cá nè. Đây là rất may cái bánh mì rơi xuống lại là cái bánh mì không có xúc xích. Ngon quá. Cuộc đời chưa bao giờ cá được ăn bánh mì ngon thế này. Đúng rồi. Con cá Bê Quy Thành làm gì ăn bánh mì, toàn ăn cám cá thôi. Đấy, ăn từ ngày này qua ngày khác. Lúc nãy hình như không phải là 12 giờ đâu các bạn ơi, mình nhìn đồng hồ nhầm rồi. Ui, con cá chuồn này. Nó còn nhào lộn nữa. Bọn này rất là thích bánh mì và ngay lập tức ăn hết. Chỉ còn một mẩu bé teo teo thôi. Tranh nhau. Đây là những mẩu cuối cùng rồi các bạn ạ. Tranh nhau đi, ăn đi. Xem con cá nào ăn được nhiều nhất. Ăn đi đi. Thế hôm nay mình sẽ trong vai chú cá vàng các bạn ạ. Và trong những video lần sau có thể mình sẽ trở thành những chú khác. Và nếu các bạn ủng hộ mình để trở thành những chú cá khác, các bạn bấm like thật nhiều nhé. Càng nhiều like đồng nghĩa với các bạn ủng hộ mình làm tiếp tập series này. Hình như người ta có một cái câu là não cá vàng nhưng đây cũng đánh. Gọi là não cá vàng. Các bạn ơi, các bạn biết sao người ta gọi là não cá vàng không? Bởi vì là đây là một cụm từ thường để chỉ những người đại trí. Bởi vì nhiều người tin rằng con cá vàng có một trí nhớ cực kỳ ngắn, chỉ khoảng vài giây. Kệ cá vàng Bình Thành đi. Nó qua ăn được nhiều bánh nhất. Hình như là trời sắp đổ kiểu buổi chiều hay sao hả? Hay như nào? Miếng cuối cùng bốn con. Con ăn được. Con cá mặt quỷ ăn mất rồi. Con cá mặt quỷ con răng mồm răng vâu. Con cá nóc tức giận. Ai cho mày ăn mất miếng bánh mì cuối cùng của tao? Đâu, các bạn cá này. Bạn cá chuột này bay lên hẳn trên luôn, đẳng cấp thật. Đẳng cấp chứ. Bạn cá vàng mắt chố lồi. Chố lồi. Ánh sáng chói lóa. Chói mắt quá. Và các bạn nhìn về bầu trời phía xa xa. Một tương lai tươi sáng. Và các bạn chơi trốn tìm. Một con nhắm mắt kìa. Còn những con khác đi trốn. Các bạn trốn đi, tí mình đi tìm nhá. Trốn kỹ vào. Bạn này trốn. Anh vẫn là người đi trốn mà anh đâu phải người đi tìm. Đâu. Đấy, bạn cá nóc phải đi tìm nè. Cá nóc đang nhắm mắt bị vợt đi rồi. Đúng rồi, cá nóc chắc bị người ta mua rồi. Ui, trời. Cá mặt quỷ
quỷ cũng bị người ta uống cá chua luôn. Đấy lượt mình, lượt mình. Chết rồi, mình có bị, mình có bị tóm không? Không, người ta chê mình là con cá, cá xấu nhất không thèm bắt đi, hay là bắt mấy con đi kia đi rán rồi. Thế tối nay có món cá rán ăn rồi. Có hàng pet mà người ta bắt phải để nuôi. Tưởng đấy. Chứ không phải là hàng cá để ăn. Biết đâu người ta mua về rán. Cú đơn người. Cá vàng cu đơn. Trong một cái bể rộng lớn, bây giờ chỉ còn mỗi chú cá vàng tôi thôi. Buồn quá. Đây là level 1. Hả? Level 1 rồi hả? Đúng rồi. Rồi, thế là hôm nay chúng ta sẽ trở thành chú cá vàng các bạn ạ. Continue, chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình luôn. Có lẽ là chú cá này sẽ tìm cách ra khỏi bể. Ôi, bơi ngửa rồi, chết rồi. À, đâu ngủ. À, ngủ à? Cá ngủ nó hay để gọi là nhắm mắt thả lơ lửng trôi trong nước. Thôi rồi, nó còn được bứng vào, không phải nó mà là Bê Quy Thành. Cá Bê Quy Thành bị bứng vào một cái bể rất bé, một cái bình thì đúng hơn. Rồi bà chủ lại mở cửa vì cái bể kia quá to, bà bảo là thôi mày bé quá, cho mày vào cái bình bé hơn. Có vẻ ra phát hiện ra gì đấy. Wow, một thế giới rộng lớn ngoài kia đó. Đấy, chính là biển, sông hồ biển đấy. Bơi ra đấy là mình sẽ được free, tự do. Rồi, và thậm chí là nó còn tưởng tượng ra những bạn cá là người bạn của nó và nó muốn đi tìm bạn. Thế mà anh tưởng tượng cái hộp này là các bạn của nó bị mang đi nghiền trở thành cám cá cho nó. Không phải đâu các bạn ạ, thực ra là chắc cá vàng nhìn cái hộp này, nhìn những hình con cá là nhớ những người bạn của nó, chứ không phải là hộp này làm từ bạn lắm, bạn của nó nhé. Mình đấy. Không nói gì à, các bạn. Bây giờ là mình phải tìm cách đi ra biển ấy, cái chỗ lúc nãy mình nhìn thấy ấy các bạn ạ. Chỗ đấy là mình sẽ có thể tự do mình bơi, mình không bị nhốt trong bình cái tí nữa. Rồi. Let go. Trông mặt vui vẻ này, let's ông bảo go, mặt ngu. Ngu chỗ nào? Tí đó. Chơi mới thấy ngu nè. Rồi bây giờ là giờ chưa ngu đâu, tí nó ngu đó. À theo quán tính là mình hút vào cái bình này nó sẽ lan. Thế là mình cứ lan theo chiều này và mình sẽ ra cái cửa kia đúng không? Đúng rồi. Cẩn thận rơi xuống đây là vỡ bình nha các bạn. Này. Chuyển mượt vô. Mượt ngay. Mượt vô. Anh đây. Là gọi là à, cái đây là như kiểu lá hoa rành rành ấy các bạn ạ. À không phải lá hoa rành rành, cánh hoa rành rành. Trông như kiểu là cái vỏ quạt sò ấy. Cái gì. Cái quạt, cánh hoa rẻ quạt. Hoa rẻ quạt. Ấy, từ từ hút làm một tí đi các bạn ạ. Mắc. Bởi vì mình nhớ là trong một tập truyện Conan mình nhớ một cái cháp tên là dưới bóng cây rẻ quạt thì phải. Đấy, thì mình là cái hình như y chang vậy luôn. Ôi, đổ rồi. Ôi không. Phanh lại. Phanh. Ồ, có một bạn cá kìa. Ôi, bạn ơi. Ôi bạn ơi. Ồ, à thế có đệm không vỡ được không ạ? Lăn ra cửa, lăn ra cửa. Ồ, cái bể lần trước mình bị nhốt cái ốc kìa. Đúng rồi, chính là cái bể đấy đấy. Nó nhiều cá thì người ta cho bây giờ ít rồi. Bạn ơi đi trốn với mình không? Mình đi đến nơi có gọi là sông núi biển hồ. Bây giờ à đi ra cửa mà nhỉ. Đi ra cửa mới tự do chứ đi vòng quay trong nhà này có tác dụng gì đâu. Đúng là con cá ngáo đá rồi. Chủ quán rồi, cứ dán con này lên đi. Thôi thôi, đừng dán tôi chạy đây. Dán con này lên. Bây giờ là 9 giờ rồi, là chạy đi. Chạy nhanh ra cửa các bạn ạ. Không là bà chủ bá nhìn thấy mình là thôi. À, cái gì đây? À, phanh lại. À, bên kia nha, mình phải tìm hướng đi bên kia. Chỗ kia có rồi. I am fit, tôi là con cá. Úi giời, tên game đúng là hợp lý luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi từ đây, đi sang. Đây, phải hút về phía mình trước. Mình nhìn thấy có đường rồi. Đấy. Con cá trong này là phải hút quán tính. Mình có thể phanh lại bằng hút ngược lại này. Đó, phải thật sự là khéo léo đấy các bạn ạ. Đúng rồi. Đấy, có đường đấy. Đây này, nó dẫn sang bên mái nhà bên kia và bên kia là checkpoint. Ôi mọi người ơi, tôi đang đu dây điện, cá đu dây điện này, điện giật tê tê chết từ từ nhưng không. Giật đi nó thành cá nướng đó. Không giật đâu các bạn ạ. Rồi. Nice. Đây bên kia lại có đường, chắc chắn luôn. Ở chỗ nó này. Nó có một cái khoảng không này các bạn này. Game dễ này, có gì đâu mà khó. Cá phát ra biển đây, luôn. Mấy người này đang nói chuyện với nhau. Cá dây đình đạch rồi. Trời ơi. Lỗi tí thôi phải. Đấy rồi các bạn không? Sơ hở một tí thôi là bình vỡ. Mà cá mà không có nước thì được là cá gì hả? Gọi là con cá khô. Cá khô là cá mắm ấy các bạn. Ok rồi. Mọi người ơi, tôi đu dây điện này. Ôi, chóng mặt quá. Rồi, bây giờ mình sẽ phải quan sát trước khi di chuyển. Bên này không có chỗ. Có lẽ sang bên này, có lẽ là xem bên bốn hoa. Không. À, kia có thảo. Có đệm. Đúng rồi, xuống đây. Có một cái đệm lò xo các bạn ạ. Khéo léo. Liệu có vỡ bình không?
Ok, chạm vào cái lò xo mình hút ngược lại phanh. Ôi. Đồ ăn hại. Đừng rán. Xin đừng rán thôi. Xin đừng rán. Em lấy chảo nhá. Đừng ông ơi. Đừng rán. Chỉ... Mình có cái chảo chắc vừa xinh luôn Bê Quy Thành luôn mà. Đây mình phải phanh lại. Mình phải hút về phía sau. Rồi lái đi. Lái từ từ đó các bạn ạ. Lái sang bên là mái nhà kia có cái máng ấy, thấy không? Đi khéo léo thôi. Thì căng phải tí. Đây rồi, hợp lý rồi. Yes, rồi. Thành công rồi. Chứ không phải thành cà rán. Ôi, sắc được. Ôi, chị ơi, xong cởi chân ạ. Chị mặc áo. Chị mặc áo, mặc áo màu nút. Đây rồi, mình có, đi vào cái máng. Có cái máng ở đây. Kia biển kia, ôi, tương lai tươi sáng của tôi. Vậy thôi, xa đấy. Rồi, bơi đi. Rơi xuống đây rụng sung thì sao? Rơi vào bồn hoa không sao. Ui kia, chết đâu. Phanh. Nứt rồi. Phanh lại ngay. Bên kia, chỗ này. Đây rồi, có cái dây chết. Bình rồi. Nứt rồi. Tôi toang rồi ông giáo ơi. Phanh đi cẩn thận. Có bánh mì, chữa lành. Rồi, hay quá. Ôi giời, người ta ăn bánh mì chắc là làm lành bình hơn. Ôi, đừng vơ. Ok, không vỡ. Phanh lại đã. Góc nhìn. Có vẻ như không phải ở đây. Mình chắc mình không xuống kia được đâu các bạn ạ. Mình đi hướng ra biển. Đi hướng ra biển thôi. Đi lên phía kia nè. Đi. Đào hút ra đây tí. Phanh lại. Hút ra đi. Đấy, phải thật khéo léo các bạn ạ. Mình có phải khó đấy. Chắc là đây rồi, mình nhìn thấy dây rồi. Đầu đấy. Rồi. Cá tôi đây. Cá kêu vừa diếu. Hay thế. Cá kêu Bê Quy Thành là rốt. Đây sao mình được bên này nhá. Bên này có cái thang. Lăn sang mái nhà. Lăn xuống cái má. Đây có dây này. Có dây nè. Dây đấy mắc thì bên nào ấy. Đây. Đây. Rồi, lăn. Ui, củ. Người ta gọi là khéo léo luôn. Ôi, sắp tới biển rồi. Bên kia, check point. Lăn lên đấy. Đây mới là đường bờ biển thôi, chưa phải biển. Rơi xuống kia là chết đấy. Rồi, kia có kia. Các bạn để ý cái vòng vàng mình ăn được kia kìa. Đấy. Đây mình đi đường kia mình ăn được cái này. Đúng rồi, mình ăn được cả cái đấy luôn. Nhưng mà mình lại chọn đi đường này. Không sao. Ai. Sống là gọi là đẳng cấp các bạn. Chứ game này gọi là thật sự khéo léo nha, không là. Như này đâu lên được dây. Cần gì lên dây á? Mình đi khẽ khẽ ở đây chắc là có chỗ đi chứ. Không có đâu. Đi xuống kia rơi vào bốn hoa. Đúng. Lăn đi. Không có dây, lăn bên này này, lăn bên bên phải này. Có chỗ hoa. Đây rồi. May nha. Người ta gọi là cực may ấy chứ. May mình suy nghĩ anh, em phải tư duy thông minh, rơi vào bột hoa đấy. Không anh ấy đâm đầu bê tông. Bê tông một cái đầu ấy à. Đây là chỗ này, đây bây giờ ra biển này. Chỗ này chắc chắn. Chỗ này có dây không? Không dây nha. Nhưng ở dưới chắc là có gì đó. Có cái máng à? Có cái máng đúng không? Cái máng đi. Cái máng không dẫn đi đâu cả. Từ từ. Đừng lăn vào đây kẻo chết nha. Bế tắc. Đi vòng ra đầu sau đi xem nào. Anh nghĩ là phải có đường. Không thể là mà gọi là bất thường như thế này được. Thế có đường không? Không có đường rồi. Vẫn có máng này. Cái máng này. Thử chạy theo chạy cái máng này. Cái máng này có vẻ đi được ạ. Đi. Thấy cua cua. Phải đây chỗ này có tí để xuống không? Đúng rồi, chỗ này có tí xuống chỗ này này. Xuống mạnh vào. Sợ rơi lắm con. Mạnh vào, rơi rồi. Nó nứt rồi gì. Xin vĩnh biệt cụ. Bảo rồi mà. Dây đình đạch kìa nè. Cứu tôi. Để đây chỗ này này. Là thử đi liều ấy. Người ta bảo là gì? Liều ăn nhiều. Cái đệm này dưới ấy, rơi vào mái. Đừng đâm tôi. Tôi biển rồi đây. Furry tự do. Đây bên này. Có đường xuống. Đây bên này có bậc thang. Đúng rồi. Đừng đi sang bên kia mọi người bắt đấy. Đúng rồi.
Đây có hai ông bà này không đi. Tới rồi. Lan xuống. Nhưng đứa nào mở nắp bình cho tôi đây. Đứa nào mở nắp bình cho tôi đây. Sao tôi vẫn thế này, ra biển khác gì vẫn ở trong lòng. Ôi, chúng ta đã đi khá là nhanh đấy các bạn ạ. Continue. Ok, khá là ổn rồi đây các bạn ơi. Bây giờ chúng ta đang ở trên biển nhưng mà vẫn đang ở trong bình. Không thoát được, chỉ là đang trôi lành bành thôi. Thả tôi ra. Mình không thể nào mà ý là mở được. Trời ơi, trôi giặt vào bờ lại bị một ai đó tóm rồi. Nó bảo là nó sẽ mang mình về nhà và làm cách nào đây để cho bố mẹ của cậu bé này không biết các bạn ạ. Giấu à? Giấu, đây là level 2 các bạn ạ. Nó lại bắt bò vào nhà rồi, cày thế nhỉ. Nhà nó cũng không xa biển lắm đâu, chúng ta sẽ đi. Nó chỉ xa cái điểm ban đầu của mình thôi. Nó lại bỏ đi tầng gác mái, nó giấu mình trên này để bố mẹ nó không biết. Bây giờ mình sẽ tìm cách đi ra. Ôi ánh nắng, ôi ánh sáng chói chang. Có vẻ như là nó bắt cầu kìa. Ok. Phanh lại. Rồi. Ok. Tôi là con cá khéo léo. Hay quá. Con cá này mạnh, đáo để đấy. Cá bì quý thành chứ phải cá ốc đâu mà ngốc. Sẽ trái. Ok. Để trái hả ốc? Ừ. Em đã... Thằng này nó bỏ mình lên tầng gác mái toàn mang nhẹ nữa các bạn. Giấu mà. Giấu bố mẹ mà. Rồi, chạy xuống. Nó là cái đệm. Ok. Kìa rồi, chết qua kia rồi, đến chỗ đấy đi Baby Thành. Yên tâm, con cá này sẽ bơi được. Cái gì nhảy nhảy kìa? À, đồ ăn đấy ông ạ. Đói, mình đói rồi, mình cũng nên ăn một tí. Ô, có cái gì xanh xanh góc nhà kìa. Cái gì nhỉ? Bọn này nó kho báu à? Thằng này giấu đồ kho báu à? À đâu, cái thùng. Cái thùng ông ạ. Kìa, yeah, bánh mì kìa, ăn đi. Bánh mì ơi, bánh mì đói quá bánh mì. Ăn xong thì có sức. Ăn xong thì hút mạnh hơn à? Đúng rồi. Ui, có quả thang to này làm nào? Có rồi, đi xuống. Từ từ. Đây có cái khe, chắc mình chui vào đây à? Ôi giời. Dán lên thôi. Bạn bé về thấy cá nằm trên thớt rồi. Các món nấu với cá. Ok, em làm gì đấy? Ai biết rồi, mình sẽ hút cái thang này. Này, có tận hơn 40 món đấy. Vừa nãy Bê Quy Thành vừa làm món cá nướng. Cá nướng giấy bạc. Đây. Anh biết ngay mà, rơi xuống không được. Thì có cái thang đấy chắc chắn thuốc này. Thôi ông ơi, đừng nướng ngay. Cá nướng giấy bạc khi chín tỏa hương thơm ngất ngây. Thế là bây giờ mình vẫn phải đi từ bên mé qua các bạn, không thể lan xuống đi kiểu này được. Đúng không? Vừa một phát rơi xuống vỡ rồi, ngu lắm. Lao xuống kiểu này cũng nhì cũng rơi lắm. Hay là mình không có đà, mình không xuống được nhỉ? Đúng rồi. Tránh nhá, tốc độ bạn thờ. Ôi không. Phanh. Ui giời. Kêu. Món tiếp theo là món cá nướng cuốn bánh tráng. Cá được nướng thơm chín thơm lừng nóng hổi. Ai cay thế nhở? Mình là con cá ông cứ bảo món ăn cá cay thật. Vị béo mềm tự nhiên các bạn ạ. Rồi ok. Nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi được cái chỗ này, cay lắm rồi. Ôi, gắp một ít thịt cá rồi cho lên bánh tráng cùng bún tươi, rau sống cuộn lại thật chặt tay. Sau đó chấm vào nước mắm. Im đi, cá với cô này không bao giờ làm cá. Đấy là món cá nha các bạn nha. Mình chuẩn bị còn món tiếp theo rồi để mình thấy bên Quy Thành là mình. Ok. Bây giờ là thấy gì chưa? Đi đường nào? À, đi xuống dưới. Bên xuống này, dưới. Bên này đúng không? Em nghĩ là đúng rồi, đi xuống đúng rồi. Đúng rồi, đi xuống đây. Ui, bên dưới kia. À, em bé kia rồi. Em bé bắt mình à? Đang. Em bé bắt mình đang bị mẹ bắt quát quét sân. Đi xuống đây, chứ trôi xuống nhanh đi. Đây, bình tĩnh. Bình tĩnh, anh bình tĩnh thôi. Cẩn thận tọt xuống hố giữa là thôi đấy. Trời đời chấm hết đấy. Không sao. Phanh. Phanh ngác lắm. Hay quá. Đi xuống cái mái, xong trôi xuống, nó có cái sàn nhún kìa, nhìn thấy không? Đi ra mái đi, cho nó trôi xuống. Mái mới là thẳng xa, thẳng sàn, đúng rồi. Nảy lên. Nảy có bồn, mạnh. Đúng là định mệnh giúp Bê Quy Thành. Yahoo. Hình như là mình bơi vào cái hố bơm nước vào bể này. Từ từ. Không phải là hố mà là đường ống mới đúng. Từ từ. Làm sao để nhảy được cao nhỉ? Anh có phải cá
chuồn đâu mà nhảy cao. Cá vàng bơi trong bể nước, ngòi lên, lặn xuống, cá vàng mua tung tăng. Thôi, đi đi, mất thời gian rồi đấy. Ồ, chui về đây à? Ờ, đúng. Chứ gì nữa, đường này là phải nước dẫn từ biển vào. À, ông chui dại rồi, gì vậy? Chào bà quá, ra 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 ra. Đường ống phải xa mà, mình cũng đang đi ra gần biển rồi đó. Đi vào đường ống nước thông thông ra biển à? Ừ. Ồ, đi xuống đáy rồi, ông ơi, đi, à, giật lòi mắt luôn rồi. Cống à, cống rồi. Sao thì nó cống này. Wow. Wow. À, wow. Cống cấp nước đỉnh của chóp luôn. Toàn rác, toàn cốc nhựa thôi. Ôi, mọi người không bảo vệ môi trường này các bạn này. Ui, cả kim tiêm à. Đưa ra một kim tiêm xuống đây, đây, đây không, kim tiêm kìa. Cái nào mắc, Bêu Thành mắc vào cái vỏ hộp sữa chua. Thấy ra. Mắc rồi à. Nhảy đi, nhảy lên thế nào. Bị chết queo các bạn ạ, bị mắc vào cái đấy chết queo sao. Thế á? Ờ, thấy chưa các bạn, thấy chưa? Chúng ta không bảo vệ môi trường này, những chú cá như bên Quy Thành đi ra mắc vào cái chất thải đây. Rồi. Ví dụ như kiểu vứt túi bóng xuống biển là chúng ta sẽ, cá sẽ ăn phải túi bóng và cá sẽ bị chết. Nên là các bạn phải bảo vệ môi trường nha các bạn. Ờ, quan sát kỹ thì hình như là mình sẽ bay ra bên kia các bạn. À, bay ra bên kia gì? Lấy đà làm. Chiu. Rồi, tiếp. Nhiều vỏ chai quá các bạn ơi. Chiu. Ôi cả tiếng kim tiêm chích cái gái rồi cán nghiện. Ôi hù rồi các bạn ơi. Hù rồi, làm lại. Mình lấy đà hơi ấy, mình nhảy hơi sớm. Ok đấy. Ok. Thế là đi đâu? À đây, có cái lỗ này. Ai mình nhảy nhảy qua lên, nhảy qua đấy, nhảy qua đấy. Ồ, cao thế. Thì lấy đà đấy. Chỗ này khó đấy các bạn ạ, nó hơi cao. Hay là chưa vào lỗ này, phải chưa vào lỗ này. Không phải đâu. Chưa vào lỗ được. Toàn rác được các bạn. Không phải đâu. Ờ, không được rồi các bạn ạ. Nó mắc mình vào, ui toàn rác trôi lơ lửng, nguy hiểm quá. Thôi, mình cứ phải cố gắng lấy đà nhảy sang bên kia, lấy đà cao hơn người cao một tí. Lên dần. À, sang được rồi các bạn ơi. Ồ, bên này có vẻ nước trong lành hơn các bạn, nó bên trên, bên kia toàn rác thải thôi. Nên là chúng ta phải bảo vệ môi trường các bạn, đừng vứt rác. Đây, cái này. À, mình phải chui xuống đúng không? Đúng rồi. Hút mình. Rồi. Đây là cuộc hành trình bất ổn nhất. Mình phải đi theo cái đường cống này, mình hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Cá này rồi là cá ngáo đá luôn rồi các bạn. Xa đấy nhỉ? Xa lắm luôn đấy. Ôi dồi. Ôi, cống thật luôn. Chui qua đây được không? Không phải. Không phải đi đường này đâu. À, đâm đầu đây chỉ thấy cá bị ngu thôi. Đi lên, đi theo này. Rồi, rẽ phải. Đây, chui vào đây. Úi xời. À, rẽ trái à? Anh không biết, anh cứ thấy lỗ anh chui thôi. Bên kia có lỗ hay sao? Đúc vỡ đầu rồi. Ủa, cái gì sao ở xe này rồi? Giọng đời xô đẩy tấp nập, chúng ta thuộc về nhau. Cái này là một cái chậu lau nhà các bạn ạ. Lau nhà đâu, ông này đang lau xe, thì ông để chậu nước ở đây. Ông kia check boy kìa, chạy đi. À, mình sẽ dùng cái này để mình chạy các bạn ạ. Ờ, đừng để ông ấy phát hiện. Gì vậy, ông phát hiện thôi. Ông bảo what cái gì, bye bye ông nhá, what. Nhanh lên, ông phát hiện ra. Ông sao, ông chưa phát hiện ra đâu. Chạy đi, lại đi. Ồ, đây có sỏi đá này, phải lách các bạn ạ. Húc đi. Đang húc đấy, tích cực lắm luôn đây nè. Húc tích cực gì mà chậm thế. Ông kia ông chạy như rùa vậy. Don't make me run. Kìa đá kìa. Ông bảo là cái xe thùng nước của tôi đang chạy, tự nhiên biết chạy. Không sao. Please, don't make me run. Thôi đuổi mình, các bạn làm ơn đừng có để tôi chạy mà. Chưa rồi, các bạn mắc. Quay lại đi. Không bao giờ quay lại luôn. Tôi đi đây. Tự nhiên được lái xe, cá lại làm tài xế. Kia có một cái vòi phun nước thì phải các bạn. Ôi, mọi người đang tập thể dục kia. Back. Quay trở lại. Không bao giờ. Ông ấy đợi đấy, không bao giờ. Ông ấy ở xa tít kia, ông ấy chạy chậm nhỉ, chạy như kiểu thể dục dưỡng sinh. Thế ông bảo đừng để tôi chạy mà, chắc ông không thể chạy nhanh được. À, tránh ra, tôi tông một người bây giờ, tránh ra. Rồi, chúng ta đã làm được các bạn ạ. Khá là nhanh, chỉ mất có 8 phút thôi. Sợi, Bên Quý Thành là con cá, nó phải khác con cá ốc ngốc chứ. Bây giờ đang là level 3, là một trong một cái hồ. Gần, rất là gần biển rồi các bạn ơi. Ok, continue. Xem nào, ôi.
bây giờ đi đâu? Quần em nhìn thì có như là có để cái đài phun nước kìa, thấy không? Ủa bơi ra đấy hả? Ui ánh sáng chói lóa quá. Nhìn cái gì luôn, đi sang đài phun nước đi các bạn ơi. Có vẻ chỗ đấy sẽ có một hệ thống bơm nào đấy. Đúng rồi. Để cho mình đi ra, mình đi ngược hệ thống đấy, mình sẽ đi ra được biển. Chào các ông, các chú nha. Ông kia đang suy. Nhưng mà dù sao ông cũng không bị mất cái thùng nước được rồi. Ôi cái show của tôi. Ôi cái show của tôi. Rồi, cá vàng đang tung tăng bơi luôn. Làm rác, người ta vứt rác đầy đây này. Úi dồi ôi. Đây là chỗ công cộng mà người ta còn vứt rác này, đúng không biết bảo vệ môi trường nguy hiểm mà các bạn ạ. Mình mắc vào rác hoặc là bị kim tiêm chích là thôi, đúng không người các bạn. Đừng bảo mình nhảy lên đây nhá. Ừ đúng rồi đấy. Em nghĩ mình sẽ nhảy lên đấy đấy. Không ai nhảy. Đây nhảy lên đây. Đúng rồi. Được lặn xuống xem có gì không. Ở đây có cái ống này à. Nhảy niềm tin à. Anh là cá chứ phải siêu nhân đâu á. Rồi tí thôi. Ủa ta nào nhảy lên. Ui lên thẳng nóc nhà luôn. Vào máng. Đúng rồi, hay quá. Nó sao lại hợp lý thế nhỉ? Game này nó sẽ định mệnh, nó phải đưa con này ra biển thôi các bạn ạ. Nó không cho con này ra biển không được. Sao lại đấy. Dẻo dai bơi cho nó khỏe. Mình mấy ông bà ấy. Hay em lấy chảo nhá. À đừng, đại cá vàng bơi trong chảo mỡ ngoi lên lặn xuống. Cá vàng cháy đen thui à. Dán luôn bây giờ, tổ chức dán luôn. Cá phòng làm việc bây giờ. Dán cá để cho các bạn chiêm ngưỡng à. Sao bên kia đổ, sao bên kia đổ. Bên kia là bể nước. Sao lại hợp lý. Lại có bạn đồng hành luôn, hay quá. Nhè. Xuống cầu thang. Ông trước kia có đồ ăn kìa, kìa. Có ăn không? À đã ăn đi. Ăn thì có sức ấy. Thế có sức đẩy mạnh hơn à? Hay là thế nào? Chắc thế. Mình có một người bạn đồng hành với mình. Các bạn đã thấy một con cá nào có cơ bắp chưa? Đấy, mình cho ăn nhiều thì chắc mình sẽ trở thành con cá có cơ bắp. Đúng rồi, cơ bắp lên đầu các bạn, nó hút toàn bằng đầu mà. Đầu có nổ cục. Lúc đấy à, lúc đấy không phải não cá vàng nữa đâu, cá vàng đầy não luôn. Bạn này ăn hại đi nhỉ, bơi cho mình đi. Ảo thật. Để xem tí nữa anh sẽ làm món cá gì với con cá Bê Quy Thành. Chào bạn nhá. Mình sẽ dẫn bạn đi ra biển, bạn yên tâm đấy. Xuống dưới đi. Có một cái checkpoint ở dưới. Ok, đi cầu đấy. Không. Ôi. Thôi bạn ơi, mình xin lỗi. À đây rồi, cá nướng giềng mẻ, hương thơm nước muối của giềng mẻ với vị chua thanh cay nồng khi được nướng lên khiến ai cũng muốn thưởng thức ngay. Ok thôi, không ăn nữa các bạn ạ. Còn không nhìn thấy cầu thang này, đi mà đi đâm vào giữa. Ảo thật đấy, đúng mà não cá vàng. Thế não tưởng, cá vàng chỉ được thế. Tưởng chỗ đấy nó có cầu thang. À có cái thang đi, đi thang máy. Tốt nhất là mình đừng chơi nó. Em thấy em nên dán luôn con cá này đi để cho nó hóa kiếp. Phanh lại, phanh lại đi mọi người. Ok. Rồi xuống dưới tiếp. Đúng không? Chắc là phải mở cửa. Cá mở cửa. Các bạn sẽ được màn siếc cá mở cửa. Nhớ like thật nhiều cho chú cá của tôi nha. Cái bếp nhà này. Chết rồi, đúng xuống thành cá rán. À nè nè nè, đi theo mình bạn ơi, yên tâm đi. Nhạc căng vậy. Nãy nhạc hơi to, mình vừa chỉnh lại nhỏ một chút các bạn ạ. Rồi các bạn ơi. Tự nhiên đến đoạn đấy có đây. Nhạc chưa? Có bạn đồng hành nó cũng phải có nhạc chứ. À. Rồi. Đi tiếp thôi các bạn ơi. Đi bạn ơi, bạn đừng đẩy đâu đấy. Bạn phải não cá chấm nhá, đừng não cá vàng. Đúng rồi. Sẽ phải. Hay quá Thành ơi. Nhạc hay thì mình phải chơi hay hả? Đi đâu ấy? Chơi hay thì đi đâu ấy? Đi bên kia mà. Nó có quán tính. Học vật lý không? Lý tào lào thế chứ. Đây. Cứ thong dong mà đi rồi. Đi qua công trường rồi các bạn ơi. Ok, mình sẽ đi tốc độ cao nha các bạn. Không ốc lại bảo mình gà, không bao giờ gà luôn. Nhìn này này. Rồi. Oh no. May người ta gọi là cực may. Các bạn đã rơi xuống kia đúng là không lên được luôn. Bạn ơi, cũng kỹ năng đấy, nói chung là cũng kỹ năng đấy. Nhưng mà đôi khi ngáo thôi. Bạn yên tâm, mình không phải con cá hâm, mình sẽ dẫn bạn thoát khỏi đây. Đúng rồi. Chết rồi, bây giờ đi kiểu gì? Đấy, đi đây. Đây. Đường đấy thầy. Yên tâm. Hay quá trời. Yên tâm, đã bảo rồi, đừng biết rồi. Đừng mãi không giận anh ra từ nào nói bực hết cả mình ấy, đừng cái gì mà đạt tập trung. Thế đừng nói nữa. Thì là đừng nói đấy. Đừng cái gì mà đừng mãi. Cứ tưởng rơi xuống. Đi qua đường. Mình nghĩ rồi, đi qua đường, đi qua bên kia kìa, đi qua bên hai cái cổng nhỏ kìa. Lao qua.
nhanh lên ô tô đến. Ôi, ô tô rồi. Bạn yên tâm, tích cực lên. Ôi rồi, vỡ nứt rồi, nứt bình rồi, lăn quá trời rồi. Không sao bạn. Trời ơi. Bạn yên tâm, tôi sẽ đưa bạn ra biển, bạn sẽ được bơi rồi, tự do. Chắc đây là ra biển rồi đấy. Không phải à, vẫn đang đường trong phố à? Ôi, lăn nhiều quá cháu mặc tiền đình. Lăn cũng bậc này là bên mình ngất xỉu luôn. Đừng chết chắc luôn, bởi vì là bình đã bị nứt rồi. Đi. Liều chứ gì. Ôi giời ơi, tôi là con cá tiền đình mất tầm như này. À, mình phải hút ngược lại để phanh. Phanh đi bạn, phanh rồi, trời ơi, toát ra rồi. Mong là sẽ không sao bạn ơi, đừng có xe nào đâm vào mình. Tránh ra. Xe bình cá. Ôi, đỉnh của chóp, may mắn cực kỳ. Rồi, rơi thẳng vào bể, hay thật đấy chứ. Người ta gọi là hợp lý. Hợp lý quá, rồi. Rồi, bạn ơi, bạn được tự do, bạn cảm ơn tôi, hôn tôi cái đi. Bạn này hình như là có vẻ chả quan tâm đến tự do lắm đâu. Con cá trông như con gà vậy, có màu. Các bạn nhìn đúng con cá, con gà, mình nhìn ra con gà. Bây giờ làm sao để ai đấy? Chắc lại đi vào cái hút nào đấy. À. Hút đi, cái nào cũng được. Cái nào cũng được không? Ừ. Chui cái này được. Nó cùng một nguồn hay sao? Để mình chui thế nào. Không phải, sai lỗ, phải vào được cái lỗ nào cơ. Cái lỗ nào mà nó hút, nó bắt đẩy vào đây. À, nó có dây chuyền đấy. Bây giờ nó dây chuyền. Bây giờ mình nhìn đi theo đường ống này. Đây, cái ống này nó đi sang đây. Nó vòng qua bên này, gì nó vòng mặt. Thôi cứ nhảy bừa đi. Nó bơi qua đây, nó đi. Đây, cái lỗ này. Nhảy bừa đi. Nhảy bừa gì không vui. Đấy, chui xuống đây. Nhìn đây, cá bay lên. Mọi người tránh ra. Chết rồi, bây giờ đất. Có bình. Nhảy vô. Rồi, hay quá. Đi quá, cái này nó độ bên Quy Thành rồi. Cuộc sống nó bảo này là đây biển đây, nhảy xuống đi. Cuộc sống này quá độ mình rồi. Mình toàn ruồi, cuộc sống toàn ruồi. Cay đấy nhỉ. Mình đã phải cá chết đâu mà toàn ruồi này. Ở đây là gần thùng rác đấy. Tí nữa thì Bê Quy Thành bay lệch sang thùng rác. Bây giờ mình sẽ phải đi chỗ tiếp theo. Đi chỗ nào đây ông? Cứ đi ra đầu. Một chỗ này. Xuống dốc. À, chỗ kia có chỗ người kia có. Đây đúng rồi, chỗ này kìa. Tránh ra, cá đi nhá, đừng có bắt tôi lại nhá. Ý, thằng tóc vàng nó có ra nó bắt mình không đây? Không. Đừng sút. Không. Chắc người ta tưởng mình là cái bình rác. Vì mọi người không bảo vệ môi trường, vứt rác lung tung này các bạn này. Rất là bẩn thỉu. Như thế này là không văn minh. Phạt tiền. Hai đứa kia đi mãi không đi được. Hai đứa ngu kia. Có đứa mà còn tè xuống biển kìa, đây này. Thằng đáy bậy. Thằng này tè xuống biển, kinh quá. Các bạn bắt tên này lại nhá. Rồi, đây rồi, chỗ này. Thì chỗ này sao lại đi hàng rào ta? Mình cũng không hiểu lắm. Ok, cái bình này thì mình còn phải hút hai đầu các bạn ạ để định hướng nó. Nó còn phải thăng bằng nữa. Ừ, nó phải khéo léo. Ừ. Trời ơi, bị rơi xuống biển, dưới biển này thì quá. Thôi. Rơi xuống dưới này thì thôi nhá. Từ nay cá Bê Quy Thành không còn sống sót nhá. Rồi, cái bình này. Nó khó thế nhỉ các bạn nhỉ? Bình này khó hơn. Bình này khó hơn nhiều. Quay xe. Ông biết ai là ai không? Bang tổ lái phái đua xe. Lái thẳng thôi. Lái thẳng đi. Con cá khéo léo. Rồi, sang bên trái chuẩn bị cua. Từ, phanh lại đã. Đấy, để nó lăn từ này này. Không? Căn này bây giờ mình bắt đầu đánh lái qua bên này, đánh lái. Đúng rồi. Ôi xô. Rồi, đánh tiếp lái thẳng này. Ui xô. Hay quá. Ui trời, hay thế nhở. Đùa cực nét đấy chứ. Cá này xứng đáng được về với đại dương. Chứ không phải là con lan cá đi, đáng lan thương đi. Đâu. Lan tiếp bên phải này. Chỗ này không cần phải quá phanh đâu, tại vì nó có lan can các bạn ạ. Đấy, đúng rồi. Thẳng đó đúng rồi. Chuẩn bị sang trái. Cua gắt. Đúng rồi. Cá gì chơi hay thế? Cá vàng Bê Quy Thành như cá gì? Để sập. Nhảy xuống. Không lên được cái đấy, lên nhảy xuống. Xuống đi. Cái gì chổng ngược cá trai lên như vậy trời. Sập luôn rồi. Check qua bên phải. Qua. Rồi. Yên tâm. Kìa. Phanh. Chưa sao.
Rồi, chưa hết các bạn ơi, vẫn chưa dừng lại đấy. Nó rơi bất thình lình quá nên thành ra mình nếu mình đi nhanh mình sẽ rơi đấy. Đấy, thấy chưa? Cày thế nhỉ, nó cứ rơi trước mặt mình nó làm mình. Kìa, bình tĩnh. Rồi. Từ từ cua. Ê. Quá mượt rồi. Thôi bên kia. Cá này phải được IQ cực cao. Sắp rơi thêm một cái nữa đấy, cẩn thận nhá. Ờ, chỗ nứt kia kiểu dính rơi. Phải. Úi dồi. Rơi tủng cái luôn mà. Bây giờ lắc lư hơi lắc nhẹ hơi xe. Hơi trong chành ấy các bạn ạ. Sắp tới biển rồi ông ơi. Sắp thôi. Sắp được tự do. Sắp tới biển rồi. Tự do muôn năm. Rồi, đến đây là cái đường vận chuyển hàng à? À không phải, đường bộ cho người ta đi ở trên. Nứt rồi, chết chắc rồi. Sắp tới biển rồi, xuống kia nhảy tỏm xuống luôn cho nhanh. Chính ra cá đây. Đây là gầm cầu đấy. Nguy hiểm vậy. Chạy thẳng. Nhiệt tình bơi lên, nhanh lên. Nhiệt tình lên, bơi nằm ngửa thế à? Nó chóng mặt. Chóng mặt thì nằm ngửa lên. Nằm ngửa thì cá chết à? Không nhầm, bơi đi. Nằm ngửa lên. Nằm ngửa thì có cá rán lên, nằm ngửa thôi chứ. Rồi, phanh lại. Đấy, à, đấy thấy khéo léo không? Hay quá. Người ta gọi cực khéo léo chứ các bạn. Trò này mà bạn nào chơi bằng tay cầm thì sẽ hơi khó đấy. Không, tùy trình độ thôi. Thì chứng tỏ anh không có trình độ tay cầm đúng không? Ừ, anh có mà, nhưng mà anh lười cắm tay cầm các bạn ạ. Chứ không phải là chơi tay cầm khó hơn đâu. Khéo chơi tay cầm còn dễ hơn ạ. Ờ, cũng có thể. Vì biết các anh chơi hay thế này mà. Ui dồi, vẫn còn lắm, nhiều giàn giáo lắm. Rơi xuống dưới chưa này. Chưa hết đâu. À, đi bên phải kìa, bên phải. Đi bên phải á? Ờ, đi bên phải chắc chắn rồi. Em nghĩ đi bên trái mới đúng. Từ từ nhá, mình sẽ nhìn xem có cái checkpoint không. Đúng rồi, checkpoint bên phải. Kìa, em nhìn thấy checkpoint rồi. Sang phải đi. Chói quá. Nắng quá. Chói mặt quá. Hay là hoàng hôn gì đúng không? Hoàng hôn. Hoàng hôn khỉ gì cho mắt. Hoàng hôn trên biển Hawaii. Hawaii à? Không phải Hawaii đâu. Chả thấy Hawaii tí nào. Nó giống như thành phố của nước Ý. Ý à? Ừ. Hoàng hôn. Nói vậy chứ mình chưa đi đến vào thành phố đấy các bạn ạ. Ui chói mắt lắm các bạn ơi. Các bạn thấy chói mắt không? Thì thay góc nhìn cho các bạn tí đi. Rồi. Chỗ này không dám đi nhanh các bạn. Okay. Yên tâm. Dích. Hay quá. Ui dồi, cực khéo léo. Suy xoa. Ok, hay quá. Rồi. Đi thẳng. Đừng có lố nhá. Đi thẳng. Cực khéo léo luôn. Lăn tiếp đi. Vẫn chưa tới biển đâu các bạn. Chưa đâu, còn lâu. Rồi này vẫn là đất liền thôi. Ui còn xa lắm. Đây kìa, checkpoint kìa, đấy rồi đấy chưa? Checkpoint đâu đấy là miếng ăn mà. Ăn miếng ăn thì quay xe đi. Sai rồi, tí lại phải quay lại đấy. Ờ, tham ăn cái đấy để làm gì nhỉ? Ăn cái đấy lấy kinh nghiệm. Thôi đi đây thì sang đây bên này đi. Sẽ sang đây. Ăn uống làm gì giờ tầm này nữa. Sắp xuống biển đến đầy cái ăn. Thàm ăn là tí bị hy sinh nha các bạn. Đúng rồi. Hình như ăn cái đấy được nhiều sao hơn, nhưng mình không cần sao, mình cần về biển. Ui, nhảy. Chỗ này vẫn là chưa phải biển đâu. Chưa phải biển. Ừ, chắc là chưa phải biển đâu chứ. Biển chắc hết thử thách rồi. Đấy nó ở dưới, bắt là đường ô tô đang lái ở dưới kìa. Rồi, con cá này khéo léo này. Các bạn phải like thật nhiều cho con cá vàng này nhá. Cá vàng này. Quay xe. Ôi giời, như kiểu lái xe. Đi. Ôi, hay quá. Bảo rồi, thấy chưa? Đây rồi. Cuộc hành trình này rất là gian nan và gọi là siêu khó các bạn ạ. Đâu? Từ nãy giờ không có âm thanh gì, hơi ghê. Im ắng quá. Nhạc cho tí nhạc em nào. Hết nhạc rồi, tôi về. Ôi không. Ôi. Thế nào mà nó cứ sụp hết đi. Còn biển kia à? Ủa, bây giờ tôi đi biển gì? Ôi, xuống biển rồi. Tự do. Wow.
do muôn năm. Tôi là con cá vàng, tôi bơi tung tăng. Tung tăng, cá vàng bơi trên biển đó. Cá vàng mua tung tăng, cá vàng bơi lăng nhăng. Nhưng mà không, không, không. Ôi những người bạn của tôi, chúng ta gặp lại nhỉ? Không không, bị hoa mắt chóng mặt đau đầu giảm. À nhớ, nhớ những người bạn. Nhớ, ôi nhớ những người bạn. Ôi những người bạn của tôi. Các bạn biệt, đâu rồi? Tạm biệt các bạn. Các bạn đã trở thành cá rán rồi đúng không các bạn? Không, ôi. Người ta mua pet về để nuôi. Ôi, tỏa sáng, tỏa sáng. Tỏa sáng, tỏa sáng. Tỏa sáng. Bị bắt đến nơi rồi. Ui chói mắt quá. Cá vàng. Người kia chói mắt nhìn cá, cá với con bóng bẩy chói mắt quá rơi xuống sông luôn, rơi xuống biển luôn. Cười thật tươi, bơi về đại dương. Nơi chúng ta thuộc về đại dương mênh mông. Wow. À, nhảy lên. Cá này tự do. U nhảy lên phát sáng để làm gì? Để tìm bạn nó. Hay là để cho các bạn nhìn thấy? Để tìm bạn đấy các bạn ạ. Ồ, và đây là có những cái level khác của những chú cá khác. Đúng rồi. Nhưng mà chắc là để tập lần sau. Ừ. Nếu các bạn muốn mình chơi tiếp theo con cá nào các bạn bình luận ở dưới nha. Đấy, mình sẽ làm thêm một tập con này nữa. Đúng rồi, vậy là con cá vàng Bê Quy Thành đã phát ra tín hiệu để gọi những người bạn của mình để cùng với các bạn của mình bảo là các bạn hãy trốn đi và ra biển cùng với mình. Ờ, bạn này bị nhốt như kiểu ở khu nông trại, bạn này ở khu thành phố, bạn này nhốt ở tận trên núi. Chắc biệt thự. Ờ, cũng biệt có một con sông. Biệt thự nghỉ, gọi là nghỉ dưỡng. Ờ, rồi, đấy, chắc là mình nhảy lên phát sáng, các bạn ở đấy thấy, à, cá vàng kia, thế là bây giờ chúng ta cùng nhau tìm tập hợp lại với nhau. Đúng. Còn bây giờ chắc là bye bye, hẹn gặp lại bạn bây giờ sau. Nhớ like thật nhiều, nếu các bạn ủng hộ thì tụi mình sẽ làm tiếp những tập tiếp theo luôn. Bye bye.